Chào các bạn nhé, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái lẹp viền cho cánh cửa ô tô rất là dễ làm các bạn ạ. Cái này thì nó bên mình hiện đang có màu đen. Màu này thì lắp vào cái xe nào nó cũng như một cái sự trang trí đối với cái xe ô tô của mình. Như cái xe của mình đây là xe màu bạc. Mình lắp cái viền màu đen này nên nó cũng rất là lổi. Nó như một cái đường chỉ rất là đẹp. Đây các bạn có thể nhìn này. Và cực kỳ là dễ lắp thôi. Ở trong này nó là cái lõi thép hình chữ U và nó có một cái xương cán ngược, khi ta ép vào thì nó tự mút chặt lấy cái cánh cửa này. Nó tác dụng của nó chống va đập và khi mình vô tình mở cái cánh cửa lên làm thì rất là dễ thôi. Đây. Các bạn nhìn thấy này. Khi lẹp lên là nó rất là đẹp, nó giống như một cái đường trang trí thôi. Đấy, vừa khít cái cánh cửa của mình và có thể lắp vòng tròn cái cánh cửa này được. Lắp tận lên trên này. Lắp tận lên trên này được, rất là đẹp thành một đường viền như một đường viền trang trí thôi. Các bạn có thể theo dõi cái cách lắp đặt của nó thì cũng rất là đơn giản, không có gì là phức tạp cả. Ta cứ lấy cái thước dây đo vòng canh quanh cái cánh cửa và mua với cái số lượng là bao nhiêu cho nó phù hợp. Đối với này, các bạn có xe thì không hẳn xa lạ gì với này, cái viền nẹp ô tô này, có thể vô tình đâu đó các bạn đã nhìn thấy sẵn rồi và không có gì là lạ lắm cả. Hôm nay mình chỉ giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm này và cái cách lắp đặt thôi. Có thể là các bạn sẽ nghĩ là nó khó làm gì đấy nhưng mà thực ra là cực kỳ dễ. Đây là cái đường viền cánh cửa này. Đấy, và cái cách lắp của nó thì rất là dễ đấy. Đấy, thằng này nó mút rất là chặt. Các bạn cứ ấn dần nó như này. Nó bằng cao su. Cho nên là nó bằng cao su và trong cái cao su này thì nó có một cái thép hình chữ U. Nó ôm rất là chặt. Để các bạn ấn vào thì nó sẽ ôm chặt cái cánh cửa của mình và cũng không sợ là chảy xước cánh cửa bởi vì nó có một lớp cao su. Khi các bạn không thích thì các bạn có thể lật ra. Rút nó ra rất là dễ. Đấy, ấn rất là chặt luôn và nó đã thành một đường dài rồi thì nó vô cùng dễ dàng đối với này các bạn. Đây, việc lắp đặt nó rất là dễ thôi. Các bạn cần thì có thể chỉ cần nắp từ phần dưới này xuống dưới để cho nó chống va đập. Còn ở đây thì mình nắp toàn bộ vòng quanh cánh cửa rồi, như một cái viền trang trí cho nó đẹp. Cái này nó cũng rẻ nên là thích, các bạn thích thì có thể nắp luôn vòng tròn luôn.
ấn đến đâu thì mình ấn chặt đến đấy luôn, thì nó không bị dồn, nó không bị ủng. À, cái này nó không ảnh hưởng gì đến cái gioăng chống ồn của cái cánh cửa, bởi vì trên cái cánh cửa ô tô thì các bạn để ý thì hầu như là cái khe hở nó cũng còn rất là lớn, vì vậy là khi lắp cái này vào nó độ mỏng rất là mỏng, cho nên là nó không ảnh hưởng gì đến cái cánh cửa ô tô của mình. Khi đã dán đến phần cuối cùng này là ta cắt đi thôi, dùng dao cắt rất là dễ. Đây các bạn có thể xem cái cánh cửa này. Sau khi lắp đặt thì rất là đẹp. Nó như một cái đường chỉ trang trí vòng quanh. À, nhiều khi các bạn lắp cùng màu chưa chắc là đẹp. Như xe của mình là màu trắng, mình lắp chỉ đen cũng rất là đẹp. Các bạn có thể lắp cửa đen thì các bạn lắp cùng màu cho nó không bị lộ cũng được, hoặc là cửa màu đỏ mình lắp chỉ đen, hay là cái đấy là do các bạn phối màu thôi. Như xe của mình màu trắng thì mình lắp chỉ trắng nhìn cũng rất là đẹp. Ok, đây như này là xong, khi đã hoàn tất rồi. Cách làm này chỉ mất mấy phút thôi. Đây, nó còn là làm cho cái cửa ô tô của mình còn kín hơn lúc đầu nữa cơ, mà nó không hề va với lại cái viền cũ của nó. Đấy, sau khi đã lắp rồi mà vẫn còn khe hở này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, nó như một cái chỉ trang trí rất là đẹp. Các bạn hoàn toàn có thể làm mà lắp đặt bình thường. Phụ nữ cũng có thể lắp đặt được. Vừa kín, lại vừa chống va đập, vừa làm vật trang trí. Phần trên này thì mình dùng cái dao dọc giấy mình cắt đi thôi. Đây, ở trong của nó có lõi thép này các bạn ạ. Đấy, đây nó có khe lõi thép này này. Ở trên này mình đã cắt rồi này. Rất là đẹp và dễ làm. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Hiện tại thì bên mình chỉ có màu đen thôi nhé. Giá thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Kênh video của mình chuyên về phụ tùng độ xe 3-4 bánh.